Nè nè. Đó. Ê, nó kìa, bắt nó. Hello, xin chào các bạn. Sớm mình đi dạy bạn với thằng Đô ở nhà. Nó điện mình về đi tát cá mà nãy giờ mình đi dạy mấy gì à. Thì bây giờ hai nó đi tát cá trước rồi. Giờ mình ra mình coi nó thứ coi nó tát nó như thế nào các bạn. Tát sau vườn mình á. Mình nghe tới vườn mình nghe các bạn, cái chỗ mà thường thường mình làm ẩm thực các bạn. Mình nghe hai nó tát sột 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 bên kia kìa. Sao có cái gì mà tát vậy? Tới các bạn, hai nó đang tát tích cực luôn nè. Ngứa không? Mương lục bình là chắc ngứa mà. Tụi con hả? Ghê vậy? Kệ đi, về hy sinh miễn ăn mà. Chào các bạn ơi. Chào các bạn, quay clip nó chạy mà ảnh chết luôn. Đại ca mới xuống bắt bụng chứ, đại ca gì ảnh chết rồi. Tôi xuống cái mương này chắc lúng ở dưới luôn quá. Rồi vậy mua thuốc ngứa nha, về sức. Ngứa trời. Mạnh hả? Hồi lấy dầu sức vô. Này, hai bàn cá lóc luôn á trời. Tự nhiên đâu gom đây hai bàn cá lóc luôn. Sáng giờ mình đi dạy hai này nó không có học luôn các bạn. Nên ở nhà nó rảnh nó đi tát cá nè. Sao lẹ, bị cô đuổi rồi mà. Tát nhanh lên ai cho nó mau cạn ai. Trời trời, nó nhanh chảnh chỉ đạo đó. Cài chú vô lắm nữa nha. Bắt cá dính điện hồi tôi ẩm thực cho hai mẹ ăn. Ừ, thôi anh em ngủ. Ok ok. Cảnh này xưa là mình đi hay tát lắm. Bành với Đô thì đó giờ đâu có tát kiểu này đâu. Hồi xưa giờ người ta dùng điện có chích thật là tao dùng máy nó bơm không à. Hôm nay cho hai này vận động bữa. Chết luôn rồi. Nãy tưởng sáng tát mừng nè. Hai con hay cá lóc kêu tát luôn. Mày đâu ra đây? Đi chơi đi, mới lẹn mày chứ. Vô ngủ chú điên phở mà không có chú nhà. Cuối tháng hết tiền rồi, thông cảm đi. Con hai ngang, con ngủ hai con bao mà. Ây chà, ngon à, ngon à. Phải chú đi rồi, con không có nhà. Nó nói có cá mà sao mình thấy không có cá hết trơn nghe các bạn. Có khi nào nó dụ mình không biết nữa. Có dụ tao không mày? Cá luôn mà. Có dụ không đó? Dụ làm gì? Hai con dụ mà xuống đây tát vậy hả? Vậy đó hả? Nó tát sớm giờ chắc cũng lâu lắm này cạn nè bạn. Mà mày không thấy cá hết trơn. Hai nãy lầy kìa. Cá luôn nè. Tát nhanh đi, hồi về ngứa chết. Chơi vậy nữa trời. Tát không nhanh đi, hồi trời mưa là như không luôn đó. Trời ơi, ra chống nước mà sợ gì. Kêu, kêu. Đây, đây, đây. Chống nước gì mà, hồi nước tự chạy ngược kia chạy ngược lại kìa. Ngược đâu mà ngược. Thì chứ. Không ai gì bắt được luôn mày ơi. À, được không? Không ai gì bắt luôn này. Chờ được không? Vừa tới luôn rồi. Mới tới luôn rồi. Tại chú mày. Tại chú luôn á. Tại chú á. Miệng tôi đâu á. Chú vậy? Người dính từ môi chú nào á. Nhà tao nói camera chấm nước. Nhanh nhanh nhanh. Mưa là công với chàng đó. Ê này. Mò được chưa? Hết cũng càng cạn rồi nè. Chơi mò không đi. Thằng tát thằng mò đi. Rồi em tát chưa? Cái mương gì? Sâu có mét tát được mò được mà. Cái mương này nhầm nhò gì? Còn mét 7. Lúng còn có 70 mét. Mưa mình lâu lắm rồi không có dục sình lên các bạn nên nó sình rất nhiều. Có ông trời nghi ngờ quá. Cá đâu mình chưa thấy chứ dính hai ốc bù nha các bạn. Bự không? Trời trời. Con bự con nhỏ. Ốc nuôi đây. Cái gì? Nuôi chè bắt đi. Để chuột ăn cái niềm biệp ăn hết trơn. Hãy xem bành này thể hiện cái tài năng mò cá nha các bạn. Đây đây. Để con lên mò phụ. Mày lên lụm mấy trái dừa. Mò chừng có lương nghe, mương này cạn mà nó dạng gì. Nó có bùng bùng á, có gì có lương lắm á. Con lương á, chứ con nào lương. Yeah. Bắt đi, hồi làm thịt cho. Nó sợ hai mày chơi tao quá trời luôn á. Không biết dính đâu mà tính trước à. Chú ngồi đó, chú nói nhiều lại hỏi cái này à. No luôn đó. Lùm mấy cái lục bình hãy lên danh luôn đi, dọn mương dùm luôn. Trời ơi, cảm ơn hết sức. À, chú chút chú nó trả tiền đi. Tiền gì? Bình. À cái đâm. Mình làm clip cho các bạn xem trả tiền bạc gì đây không biết nè. Vậy không mà. Kêu xuống tát để cây gì nè. Tát rồi ai quay phim. Lục cái bạn cái. Bạch bạch nó thấy cá nó lục kìa anh. Kìa kìa. Nghe nó. Chưa. Dính chưa. Chạy. Để anh ra tao. Chưa dính tao nè. Dính chưa. Nghe mày đó. Đừng chạy. Đâu.
Đây này, nè, dính lại nè. Tơ tơ. Để cầm. Này. Bố mình nhịn được lâu lắm rồi đi nhé. Trời trời. Mày lại với bánh. Bánh lại quá. Không sao không sao. Mà cá mà nó giỡn rồi trời. Đắp lại chân mà sao gì. Đắp mà nước linh láng chân mà hồi mưa một cái ăn mại luôn á. Dính. Dính chưa? Dính mới lạ. Dính mới lạ dính. Rồi. Lại mày thiệt chứ. Mày lại quá. Rồi. Là gió hay vậy? Phúc luôn rồi. Sao sao? Có lắc đầu còn kệ rồi bắt lại. Chưa có cá chưa? Rồi 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 nó chạy lên đó đâu. Ừ, cũng 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 giống đi. Có cá hả bạn? Trời trời. Sảy nó tao thấy hàng mày xuống đây luôn. Gì nữa? Mày bạn nó làm sảy á. Chú lên gì đó chú chỉ huy à hỏi nè. Mày nhanh lên đi. Trái kìa. Mít nhà chồng. À. Húp đó. Ủa? Trời ơi. Dạ, mày rồi. Làm sổ quả mày. Đúng rồi. Chuối hút chân á. Mấy ngày con thầy nữa mà làm gì chuối được. Dập con sợ không chết. Phát hiện. Thị quái. Đâu rồi? Nè nè. Đó. Đó kìa bắt nó. Đúng rồi. Tôi chặn rồi. Chặn chuối quần mè đó. Gì vậy? Dính cái lóc cái chân à? Rồi. Gì kìa dạ? Đừng có mở với tém vào. Cái này. Ủa? Đâu rồi? Cá nhờ mình đắp cái mương lại bạn mình nó còn quậy cái đó đó. Nói cá mà không có đắp đường nước lại là đâu bắt dính được đâu. Trời trời hết hồn chưa? Ê, nhau mấy thằng kia kìa dạ. Chỗ trái dừa đó. Từ. Cái vừa đó, cái vừa đó. Cái vừa đó ra. Vừa trong á. Trong không? Ừ. Chụp xuống ngay dưới đó. Ừ, đó. Nó. Dính chưa? Dính đâu nữa, mất nữa rồi. Gì kì vậy? Trời ơi, xin không. Thấy lưng cho vậy. Nó mất tiêu à? Hèn hại này. Kìa. Ai rồi. Nít nước mà. Trời ơi, trời, xảy hai ba con luôn à. Bắt đầu coi. Gì kì vậy? Ngồi lại coi. Lâu lâu tắm sình bữa nha bạn. Tắm trắng rồi. Rồi. Bắt bên. Đâu? Đi con nè. Đi con giật lên. Ừ. Hay quá. Cú. Thắt lên. Cái gì kỳ vậy? Dạ. Nè. Thắt lên. Nó đây. Đây con nha bạn. Đâu? Hay quá. Cắt cái lóc cặp. Rồi được 2 con. Hai em xuống mương nhận. Được 2 con các bạn, 1 con, 2 con. Đây, có còn nữa không? Đây đâu. Được 2 con các bạn. Đâu? Mạnh lên. Để bóp cái. Rồi 3 con cái vậy. Trời ơi trời, được 3 con luôn nha các bạn. Ông trời ơi, làm gì vậy? Trời. Cái cây chứ lỡ rồi. Cây. Sắp khâu giả nữa. Còn lá coi, còn không? Sao thấy nhiều không? Bạn thấy con á. Sao thấy nó? Nó bơi á, nó cạn mà. Nào đi. Con. Mấy cá này xui rồi. Chút đem có mấy anh em mình. Được 3 con nghe các bạn. Kỹ nha mày, vậy nãy giờ nó chuối đâu. Tắt 2 mua bên kia nữa không? Ngươi không chết rồi. Gác mò có còn con nào nữa không? Được 3 con cá với 2 ốc mà. Cái gì vậy? Hết điện hết kìa. Vô. Dính chưa? Dạ. Cái nè. Ủa, cái gì vậy? Rõ. Anh kia, hai hàng hai bên á. Nó còn mảy tay mày. Chắc hết đâu rồi. Cái gì cũng phải từ từ, đừng gấp. Em thấy đuôi rõ ràng không mà. Coi chừng đến đuôi tao không mày ơi. Mày có đuôi à? Hôm nay team mình có 2 thành viên nha bạn.
Phụng với Nguyễn chiều đi học rồi. Trời ơi, có không? Còn không? Mày đục nước chưa này? Trời ơi, nó lên này. Giờ một lần nữa đi, con lên. Ba con mới lớn nữa bạn, bằng cầm tay à. Hai ngày con mò nè. Còn không, còn lên. Mò nãy giờ nửa tiếng rồi. Phải từ từ chứ. Mò làm gì ăn quay? Ai biết đâu, chú đòi làm. Làm gì cho mấy anh em mày hỏi con với đô là bắt cá xong lên tắm rửa đi ngủ á. Làm sao hỏi con thức là bắt xong đi rồi tao đi chợ tao mua rau bún đồ gì mình nướng hay gan muối. Ai biết đâu, có vụ gan muối nè. Ủ muối. Cái lóc mà anh thấy người ta muối trộn với cái lòng trắng trứng gà trứng vịt gì đó. Ừ. Rồi tao quắn với bạc lên tao nướng. Cái lóc gì nướng tiết gì đó. Ừ, nướng tiết á. Không mất công quá, này đâu có trứng gà trứng vịt gì nữa đâu. Đầu tư luôn. Thôi. Mấy ổ trứng gà chú là nặng kìa. Thôi, bò. Gà mới đẻ đó. Thôi mình vô nướng đi. Thôi đi chợ mua đồ. Sao sáng không đi mua luôn đi? Đâu sáng đi dạy gì đó mua luôn. Ai biết đâu, con vô con đổ nó chua đi xỏ rồi con xuống đang con tét con. Tại chú không mua chứ. Tại không dặn chú chứ. Mày dặn nó mua tự nhiên kêu tao mua à. Ai biết đâu, lỡ bắt không có là sao. Về ăn rau của mình, ăn rau của bún à. Mình tính đi lên mà thấy con dĩ đây nè các bạn. Đâu? Nó chơi gì vậy đồ? Ủa? Ê, mày vừa à? Núp kỹ vô rồi, núp kỹ vậy. Ê, chó. Núp dít rồi nè. Ê, cái bự dưới ta. Tao, chạy. Tao chứ chạy. Để tao. Dít rồi nha các bạn. Trời ơi. Con dít rồi nha các bạn. Cứa rồi đấy. Mày không lôi anh em lên chứ. Bự không? Bự. Đâu? Trời ơi, đó cà bể mỏ nhỏ rồi. Nó bóp chóc dễ mỏ nhỏ rồi. Trời ơi. Ê, chụp nè. Thôi bỏ đi. Dạ vô. Khi mà nhìn lộn được cá cung đô mình bắt dính nha bạn. Bây giờ mình mò nãy giờ không thấy con gì nữa chân. Thôi giờ đi lên tắm đi mày ơi, ngứa quá. Ngứa. Mẹ, tắm mồm một cái. Thôi mẹ nó bị khùng quá mẹ. Kéo lên bạn, lúc rồi, kéo. Giống mấy con trâu tắm sình nhá. Ủa là con hà mã. Nói giờ hết biết nói nó rồi. Cái mắt mày ăn thua giống gà. Dạ. Rồi sao giờ thì thả không xin. Tính giờ. Không xin, không xin. Bây giờ anh bắt được mấy con cá giờ không dừng đúng không anh? Trời ơi, lịch. Ủa này chơi ác rồi. Không xin các bạn ơi. Bây giờ mấy anh em bắt xong rồi bị hút xin. Phong. Vô. Không xin. Vừa tới kìa. Đi vô. Mình bắt ba con nha bạn. Nó mới bắt được con rồi. Mình bắt ba con rồi. Bây giờ mình tiến hành cá mình muối nha các bạn. Hồi nãy đi chợ mua rau mà cuối cùng về quên mua than. Giờ bắt buộc giờ phải ủ muối thôi chứ không còn cách nào nha. Với trời mưa rồi không có đi mua được. Giờ có keo muối nè. Chơi cái keo này nữa. Hết keo muối gì chửi nữa rồi. Hồi không có ở nhà đâu, nghe chửi gì sụm chân mà. Hết keo muối hả? Em nói muối gì mặn thấy bà luôn, mày ăn gì dưới cọp. Mà đâu biết mình gì học dịch với ủ muối với gì. Bỏ đi. Giờ bỏ cái vô nha bạn. À. Nằm ngoan đi nha. Hai con. À mình ủ muối nãy giờ chín nghe các bạn. Nãy giờ cũng cực khổ quá trời. Tính ra vừa ngang mà trời mưa nghe các bạn. Hơi ồn các bạn thông cảm giùm tụi mình nha. Rồi. Cái này là hai con cực chứ chú không có cực. Sao cực làm cho. Trời ơi, làm con. Sớm giờ. Phải mới suy nghĩ rồi. Mò lên nó ngứa muốn chết luôn, cái nào cực. Thôi bây giờ ăn đi. Dùng đi. Ăn đi. Cá ủ muối nha các bạn. Thịt nó ngọt lắm á. Gào gói nó ha, nó mắm me nó thì rồi, nhức cái nách. Sao để mình vẽ cá vô coi nè. Ăn phiếu rồi chứ đâu. Dễ không? Vẽ cá ngọt à. Nè, lấy cái dĩ ra. Trời ơi. Ăn dĩ đi, dĩ ngon lắm. Sao vậy? Sao bỏ vậy? Nào làm thánh kỳ quyêu ơi. Đây con. Miếng bún. À, gà đi cá.
có gì nữa? Thích ăn giáp cá nên mình cho giáp cá không nha bạn. Giáp cá. Cái gì nữa? Giáp cá. Nhíp. Giáp mà. Khỏe thì mệt quá. Nãy nó cho vô miếng cá nha bạn. Hồi nãy là nó gấp cái gao gao nhíp cá. Cá. Nãy nó gấp. Giờ mình cuộn lại. Mình đâu đứa nhịn ăn hả? Thôi ăn chứ. Sao mà nhịn được. Tiếp theo là mình chấm vô cái nước chén súp me thần thánh của chú cọp. Nãy mình có ít ớt lắm, không có cay đâu. Các bạn với Kamagami ăn miếng nha. Mày phụng với nguyện đó mẹ ơi, thiếu rồi. Cà khịa vô. Ấm mày nhớ không, mấy cà khịa mình ơi. Gấp cá nó có mặn nha bạn, vừa ăn lắm. Để mình nha bạn, gấp cá bỏ vô. Cái gì gấp cá? Thì gấp cá. Gấp cá bỏ vô. Mặn vậy đó. Hồi nãy là quên mời đúng không? Giờ mời lại nè. Mời các bạn với Phụng với Nguyện với Kamagamen nha. Có nha các bạn. Ngon. Ây da. Chấm vô rồi. Miệng mời Phụng miệng cho mày. Ủa mời đó. Mày vậy không anh em gì chết luôn rồi. Mời lại nha các bạn. Mời Phụng miệng nha. Với các bạn luôn. Ai làm nước này hả? Mày gì không? Ai làm nước chấm hả? Ngon như vậy? Nó bị gì á? Bệnh mới nói ai làm bệnh? Bọp. Lẽ mày làm. Thằng này nó bị lãng tay, nó già rồi. Thôi đi lại, lại. Nó ngon hiểu các bạn. Rồi. Không. Bởi vậy nó. Thằng này chuẩn bị cho vô gì? Diễn dưỡng lão. Nó làm rớt rồi, nó rớt rồi. Còn đâu là thánh ăn của tem mà. Giờ mình cuộn thứ hai mới được, ngon quá trời bạn. Lần đầu ăn cá lóc ủ muối luôn á. Mà lóc đồng luôn mới chịu à. Cho vô gì? Bún nè, dưa leo nè, gỏi cá nè. Dưa cá nè. Gắp cá nè. Giúp cá, gắp cá. Hết nửa keo muối là gì bị chửi nữa nè. Có gì chút ở lại nghe chửi. Tại nãy mình đi chợ bên mua than nha các bạn. Khổ quá. Bỡ vậy. Bên mua. Vì tính nãy là nướng. Nướng cũng mắm me. Giờ ủ muối cũng mắm me. Cái nào cũng ngon chứ. Đúng rồi. Nướng cũng có cái ăn gì. Ủ muối cũng có cái ăn, cái nào cũng có cái ăn hết trơn. Chứ đâu phải không có cá đâu hả bạn. Thêm miếng lát dưa leo nữa. Lát dưa leo. Miếng dưa leo. Ừ. Chơi. Rồi lại gặp đồ nó quấn hai họng hết trơn nha bạn. Cuốn hai họng. Cuốn hai họng à. Cuốn hai họng, mà quấn hai họng lại sao. Đó là quỷ vậy chứ không phải người đó. Nè con đồ nó quấn nè. Cuốn hai họng. Vâng vâng. Ok. Mấy quậy á. Bỏ vô họng nha các bạn. Mời các bạn à. Rồi ba họng rồi. Bạn không đâu thua mày đâu. Không, ba họng, ba họng. Nè nè nó. Quá ngon. Sướng hả? Nó mềm chua chua ngọt. Ăn cá lóc ổ muối. Quá tuyệt vời. Mấy thầu. Tại nãy bắt mệt á. Bây giờ ăn ngon. Chứ thôi cô có chùa ăn á đâu ngon vậy. Giờ mình vô ăn với tem luôn nha các bạn. Thấy nó ăn mà thèm quá. Vô. Dạ, vô đi. Đừng mất cỡ. Cỡ đói thì sao. Ai mất cỡ. Ai mất cỡ đâu. Nó thiệt á. Mình với Mạnh á mặt nó dậy hơn lộ bự ngoài mãi đó các bạn. Lâu ấy mới nghe cái miếng trời. Mày đưa cho đốn đưa con. Ui, chạy đi. Con ăn đi, sáng giờ đói bụng rồi. Đi dạy về rồi cái mình ra coi hai nó tắt mưa rồi mình làm nãy giờ luôn. Không làm chắc cái này có ăn. Không làm chắc có ăn. Ta có câu có làm có ăn không? Không làm mà đòi ăn. Đi về nhà ăn cơm mẹ nấu đi. Thử cái coi.
tranh thủ mới được, không làm lại con đô với bạn đâu. Đây ha, đây mày rồi con. Các bạn nha, nghe nói gì nghe nói là bạn Thảo kể ăn ít rồi đúng không? Tao cũng ăn ít rồi đúng không? Ừ đúng không? Tao ở chú Cập á, nghe nói chú Cập hổng gài lên ký gì mà chú Cập thì chuẩn bị lăn uống qua nha bạn. Ngon tuyệt quá luôn ha. Công nhận nó mèo ha. Đúng rồi, chú chua. Con làm mà lỏng, chú Cập làm không? Lỏng. Tao nghe mày làm. Lỏng lỏng. Bữa nào mình đứng làm cho thằng Đô làm bữa. Đúng rồi, bữa nào mình cho nó làm bữa coi. Ăn được không? Ăn được không? Tập làm đi, hôm nay cũng dứt chay. Tao cho. Có thứ hai các bạn theo kịp mấy này mới được. Tốc độ mới được. Từ thôi mang sọc kẹp với hai mày. Cá ngon quá. Cá ngọt ngay luôn bạn. Sớm nay có xả thơm lắm rồi. Nghĩ sao cá lóc của mình ủ muối mà bạn nó nói thơm mùi thịt bò. Thì cá lóc nước mà, nước chấm. Chấm đậm có thịt bò trong đó mà có mà thơm. Thiệt. Thiệt gì? Thịt bò. Anh bị ảo tưởng mà. Nó còn tồi luôn mà. Có hành tím, tỏi, ớt, me, đường, bột ngọt, cà no, nước mắm mà. Chú nói bò. Bây giờ chú ơi, chú nói là có thịt bò ở trong đi, đừng cho nó cãi nữa. Nó cãi nãy giờ. Nãy giờ cãi các bạn. Thơm mùi thịt bò. Đỡ mà. Để sẵn này cho mấy anh em đó. Tội nghiệp hai kiều quá. Đi các bạn cho em xin cái đi các bạn. Nó bị lủng lỗ rồi. Rồi cái mới kìa cá bị lủng nữa rồi. Đúng rồi. Nữa ha. Nó nhiều quá hả, cũng lại. Bị bấy bụng rồi. Đó. Lá bị bấy bụng rồi sao giờ. Đó trời, muốn chết kìa vậy. Mua có bà mập ai biết. Bóc mưa mà không mở ra từng cái xem nha. Có gì đó luôn. Dạ không? Có. Mà sách dạo qua ngược chết luôn á. Giờ thôi giờ chú nghĩ coi. Cô bán cho con mà cô có đảm bảo là hàng cô bán chất lượng hay không? Bà nói không nha. Về cuốn nó bể thì đem xuống bả thường lại. Nó lại rách đâu mà thường được nữa. Ừ. Bỏ đi. Ai coi miệng ngay không xui không hên đi. Chú nghĩ sao á? Tướng bả bự hơn chú kêu con viên đồ xé ra xem khỏi về luôn à. Tao bự vậy có người bự hơn tao nữa hả? Không có trời, trời mới giật chú nằm đóng luôn á. Giật tao giật lại á. Nguy hiểm quá. Còn hãy nghe cá nó xuân nghe hoặc cá không xuân đâu nghe. Thôi bạn cuốn nó nghe xuống. Ngậm cái bắt đầu nó dai, nó ngọt thịt nữa. Ngứa không? Ngứa không? Ngứa không ngứa, ngứa ngay giọt banh nè. Còn đá luôn. Đang đói mà ăn cái hết nó lên rồi. Phải như là nước mắm me. Vô cái này. Cái lối với bạn. Chiến cái này. Dạ. Bạn thấy ngon hấp dẫn không? Chiến đắp nữa bạn ơi. 1 2 3 vô. Chúc mừng Nguyễn Phụng không được ăn. Ngon. Trong tay mình mà bữa nào mà làm clip mà ẩm thực á mà ăn cái là mấy thằng rắn là bị thiệt á. Giống như mình bữa mình đi chơi các bạn, rắn rắn nhà cái ha, vô liếc gà chừa họ về đái con gà con chừa đầu mấy bạn có tâm chưa. Ừ
đi chơi về còn chưa cái đầu nó còn đòi gì nữa. Thì video bắt cá của tụi mình đây kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy hay các bạn nhớ cho tụi mình một đăng ký, một like, một chia sẻ. Thì bấm vào cái chuông để theo dõi những video mới nhất của tụi mình. Bye bye các bạn. Bye bye.